vì nơi đây chỉ là sỏi đá. Từ hoang sơ người Việt khao khát sống vươn lên, rồi từ tối tăm ta đi tìm một ngọn lửa sáng, ngọn lửa sáng ước vọng bàn tay với xa hơn mặt trời. Và ngày nay khi nơi đây đã nhiều đổi thay, rồi từ đây ta khám phá thế gian muôn màu để ta xứng danh những con người của đỉnh cao mới, làm cuộc sống văn minh đẹp đôi mắt trí tuệ Việt Nam. Khám phá thế gian này rực rỡ, cuộc sống mãi bao la còn bao điều muốn tìm. Khám phá những con người quanh ta cùng những tình cao say để cuộc sống thêm tuyệt vời. Sao trong ánh mắt những gương mặt xưa cho ngày nay thêm khát khao, ta cứ mênh mang ta cùng vươn lên mãi mãi. Việt Nam.